Chào các bạn quay lại với Lèo Zombie phần 1. Thì hôm nay thì chúng ta sẽ để tập khoảng đến màn 5/1 đến màn 5/5. Bắt đầu. Những zombie còn lại đang đến. Được cuối. Tiếp theo đã xuất hiện, đó sẽ là cái chỉ là một cái chậu thôi. Hãy
những loài zombie còn lại. Đợt thứ nhất, ok. Những loài zombie còn lại đang đến. Đợt cuối. Ok. Tiếp theo đó là cây ngô. Ngô thì là cho zombie bị rồi là bị mất thôi.
Nhưng là zombie còn lại đang đến. Được cuối. Cái này là đậu cà phê à? Được cuối thứ nhất. Thank you.
Được, cuối thứ hai. Nếu hủy diệt cái hoạt đợt cuối. Nếu hủy diệt bò và phần tiếp theo đã xuất hiện đó sẽ là tới nhất. Yeah.
Cuối. Thì chúng ta sẽ kết thúc tạm dừng tại đây. Nếu anh nào muốn đăng ký kênh của mình sẽ là clip tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trên những tập video tiếp theo. Tạm biệt.